Cảm ơn tiết mục rất là hấp dẫn và thú vị vừa rồi của Tú Nguyên. Và Tú Nguyên biết không, chị đặc biệt rất là thích đàn violon luôn á. Nên là lần tới á, em hãy tranh thủ thời gian để có thể biểu diễn thật nhiều cho chị cũng như là các bạn khán giả của chương trình chúng ta cùng thưởng thức nữa nha. Cảm ơn lời mời của chị Bình. Nhưng mà bây giờ á, tiết mục tiếp theo sẽ là tiết mục gì đây chị? Với tiết mục tiếp theo này á, thì chị nghĩ sẽ là một ca khúc mà rất là quen thuộc với các bạn khán giả cũng như là chị em mình luôn đó. Và mỗi khi á, mà chúng ta cùng đến với cái khí trời mùa xuân rất là ấm áp như thế này thì chúng ta sẽ cùng hát ca khúc này. Khi mà nghe xong thì đảm bảo chị cũng như em và tất cả các bạn khán giả sẽ cùng hòa chung một giai điệu, đó chính là Happy New Year.